khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 107. Nếu như có người tự xưng Phật Bồ Tát tái sanh. Ở trong lịch sử của chúng ta, chư Phật Bồ Tát tái sanh thị hiện chân thật là không ít. Thế nhưng, chúng ta phải nên biết thân phận của người tái sanh mới vừa bị phát hiện thì họ lập tức liền ra đi, sẽ không ở lại thế gian này nữa. Vậy mới chân thật là Phật Bồ Tát tái sanh. Như Ngài Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, Ngài là Phật A-di-đà tái sanh. Thân phận của Ngài vừa bị người biết thì Ngài lập tức ngồi tại nơi đó mà vãng sanh. Chúng ta có muốn đi xem hóa thân của Phật A-di-đà một lần nữa thì cũng không thể xem thấy được, vì A-di-đà Phật đã đi rồi. Khi Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Đại sư còn ở thế gian thì Hoàng đế lúc đó là một Phật giáo đồ rất kiền thành. Vì muốn cầu phước, ông lập đàn cúng thiên tăng, cúng dường 1000 vị xuất gia. Trong lúc thiết trai, đại đức xuất gia thì rất khiêm tốn, đều nhường chỗ lẫn nhau, không ai chịu lên ghế trên ngồi. Lúc này có một vị xuất gia từ bên ngoài đi đến, tướng mạo rất dị thường, quần áo ông mặc rách nát. Xem thấy mọi người lễ nhường chỗ ngồi, vị lão nhân này liền bước lên ghế trên ngồi, ngồi lên chiếc ghế chủ tọa. Đương nhiên, có rất nhiều người trong lòng đều không phục, bởi vì vào lúc đó, Ngài Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là quốc sư, danh tiếng của Ngài rất cao. Trong lòng của Hoàng đế cũng không dễ chịu, thế nhưng cũng không tiện nói ra. Đều là người xuất gia, ông ấy muốn ngồi ghế trên thì cứ để ông ấy ngồi. Không có người nào nhìn thấy qua vị pháp sư này, cũng không biết tên gọi của ông ấy là gì. Lỗ tai của ông đặc biệt lớn, cho nên mọi người gọi ông là Hòa Thượng Tai To. Sau khi cúng trai xong, Hoàng thượng hỏi Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ: "Ngày hôm nay trẫm cúng trai, có thánh nhân đến ứng cúng hay không?" Ngài Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ nói: "Có, chính là vị Hòa Thượng có lỗ tai to đó. Ngài là Định Quang cổ Phật tái sanh." Vừa nghe nói ông ấy là Định Quang cổ Phật thì còn gì bằng nữa, lập tức truy tìm tung tích, đến khắp nơi dò tìm xem ông ấy ở đâu. Truy tìm rất xa mới tìm thấy, Ngài đang ở trong một sơn động. Thân phận bị bộc lộ rồi, mọi người đều biết được Ngài là Định Quang cổ Phật. Số người mà Hoàng đế phái đi tìm cung cung kính kính cúi đầu mà lễ lại, lễ thỉnh Ngài vào cung để cúng dường. Ngài chỉ nói một câu: "Di Đà nhiêu thiệt, A-di-đà Phật thiệt nhiều chuyện", đem cái thân phận của ta nói ra rồi. Khi vừa nói xong thì Ngài liền viên tịch. Lại nghĩ lại, Di Đà nhiều chuyện, thì ra Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là Phật A-di-đà tái sanh. Không cần khẩn trương, Định Quang cổ Phật đã viên tịch rồi. Thế nhưng A-di-đà Phật vẫn còn, vội vàng quay về Hoàng cung báo cáo. Hoàng đế cũng rất vui mừng, đang lúc vui mừng lại có người đến báo cáo nói: "Ngài Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ đã viên tịch rồi. Thân phận vừa bộc lộ thì phải ra đi. Không thể nói thân phận đã bộc lộ rồi mà còn ở lại thế gian, đó gọi là gạt người, mê hoặc chúng sanh. Không có cái đạo lý này. Ngày nay, có người tự xưng là Phật Bồ Tát gì đó tái sanh.
họ vì sao vẫn còn ở lại thế gian này chứ? Vì sao họ vẫn không đi? Nếu đi rồi thì đó mới là chân thật, nếu không đi thì vậy là giả. Tuyệt đối không nên tin tưởng. A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.